Xin chào quý vị và các bạn. Bão số 3 đang ngày một giảm cấp, đến sáng nay ở mức cấp 15. Trong thời gian tới, bão sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây, sau đổi hướng thành Tây Tây Nam với cường độ bão giảm nhanh. Theo dự báo, bão số 3 ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền của nước ta. Bão số 3 gián tiếp khiến Bắc Bộ tiếp tục ít mưa, ban ngày trời nắng với cường độ nắng mạnh về trưa và chiều, nên nhiệt độ cao nhất duy trì ở ngưỡng trên 33 độ và phổ biến trong khoảng từ 34 đến 35 độ. Riêng một số nơi nhiệt độ cao 35 đến 36 độ, trời nắng nóng cục bộ. Như tại thủ đô Hà Nội, trời nắng từ sớm nên nhiệt độ trong ngày tăng nhanh, cao nhất trong trưa chiều sẽ dao động từ 35 đến 36 độ. Trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 12 cho tới 15 giờ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp, trời hanh hao, một nét rất riêng của trời thu miền Bắc. Với các tỉnh thành phố miền Trung, thời tiết tiếp tục có sự phân hóa. Ở khu vực phía Bắc, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, trời nắng ráo cùng nền nhiệt độ cao 33 đến 35 độ. Còn từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, do chịu sự tác động của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực, vì thế có mưa rào và dông, nhiệt độ phổ biến dưới ngưỡng 33 độ. Thành phố Đà Nẵng chiều tối nay vẫn có lúc có mưa, mưa rào và dông. Còn trưa chiều có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất, dao động ở mức 31 đến 32 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới, cộng thêm gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh. Vì thế, cả hai khu vực đang trong những ngày có mưa nhiều. Trong đó, khu vực các tỉnh phía Nam của Tây Nguyên và tất cả các tỉnh miền Đông Nam Bộ là những vùng có mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông. Do có mưa nên nhiệt độ duy trì ở mức mát mẻ. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay chỉ quanh ngưỡng 31 đến 32 độ. Người dân chỉ cần lưu ý tới những cơn mưa ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động ngoài trời trong dịp nghỉ lễ đang diễn ra. Đến đây bản tin thời tiết trưa ngày 1 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.